Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8, trang 11 đến trang 12, bài 6, Tình yêu Tổ quốc. Đọc kết nối dự điểm, lòng yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh. Trải nghiệm cùng văn bản. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, là tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang. Thời đại bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm. Từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát, lấy giặc đặng tiêu diệt giặc. Đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội. Từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tổng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải. Cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến. Cho đến những đồng bào điền chủ, quyên đất ruộng cho chính phủ. Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những cổ quý kín đáo ấy được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, nhà xuất bản Sự Thật, 1986. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tác phẩm, tác giả tác phẩm của lòng yêu nước, của bài Lòng yêu nước của nhân dân ta. Thì tác giả về tiểu sử Hồ Chí Minh 1890-1969, quê tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh và giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh là một nhà thơ lớn của dân tộc và là danh nhân văn hóa thế giới. 2. Sự nghiệp sáng tác. Hồ Chí Minh sáng tác nhiều thể loại, để lại một khối lượng tác phẩm lớn. Văn chính luận thì bạn có Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Truyện ký, Vi hành, Những trò lỗ hay là Baren và Phan Bội Châu. Thơ, Nhật ký trong tù, Thơ Hồ Chí Minh, v.v. Về tác phẩm, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ở đây. Xuất xứ là bài thơ trích trong báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam, tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tên bài do người biên soạn sắp đặt. Bố cục thì văn bản có 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến lũ bán nước và cứu nước, nêu cái vấn đề, nghị luận, nhận định chung về lòng yêu nước. Phần 2 là phần tiếp đó đến phần lòng nồng nàn yêu nước, chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta.
Phần 3 là còn lại nhiệm vụ của mọi người. Tiếp theo là những cái giá trị nội dung nghệ thuật của bài Lòng yêu nước của nhân dân ta. Thì về nội dung thì văn bản ngợi ca và tự hào về tinh thần yêu nước, từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc. Về nghệ thuật thì xây dựng luận điểm ngắn gọn, xúc tích lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu cho theo các phương tiện, lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền. Sử dụng từ ngữ gợi hình, ảnh, làn sóng lướt qua và câu văn nghị luận hiệu quả. Sử dụng cách so sánh, liệt kê, nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước. Tiếp theo nội dung chính của bài Lòng yêu nước của nhân dân ta thì văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước, từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy cái truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc. Bốn, phân tích tác phẩm Lòng yêu nước của nhân dân ta. Thì bằng những cái dẫn chứng cụ thể phong phú giàu thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thì bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã làm sáng tỏ một chân lý: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Mở đầu bài viết, Hồ Chí Minh đã nêu ra nhận định chung về tinh thần yêu nước: nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy được phát huy một cách mạnh mẽ. Cùng với đó, bác đã sử dụng hình ảnh giàu tính biểu tượng tinh thần yêu nước ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Các động từ mạnh như là lướt qua, nhấn chìm và biện pháp tu từ so sánh tinh thần yêu nước với một làn sóng, cho thấy sức mạnh và khí thế của lòng yêu nước. Tiếp đến, bác đã chứng minh truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam qua những cái biểu hiện cụ thể. Những dẫn chứng được bác đưa ra từ quá khứ đến hiện tại vừa sinh động lại vừa bao quát. Trong lịch sử có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Bà Trưng, bà Triệu, Trịnh Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, bá liệt kề các vị anh hùng tiêu biểu trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, để từ đó nhắc nhở con cháu phải ghi nhớ công ơn, ơn nghĩa đó. Các chuyển động sau đó, đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước, đã thể hiện sự tinh tế, khéo léo của người viết. Bác tiếp tục đưa ra các dẫn chứng. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng bị tạc chiếm, từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Ở đây bác đã sử dụng biện pháp tu từ liệt kê kết hợp với mô hình liên kết từ đến nhằm làm tăng hiệu quả cho sự diễn đạt. Tinh thần yêu nước giống như làn sóng nối tiếp nhau, lớp sau mạnh mẽ hơn lớp trước. Cuối cùng, bác khẳng định nhiệm vụ của nhân dân ta ngày hôm nay đó là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Cách so sánh tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng dễ thấy, nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm, giàu giá trị biểu cảm. Tinh thần yêu nước là một món quà quý giá, cần được bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Bài viết Tinh thần yêu nước của nhân dân ta giàu tính thuyết phục. Như vậy, tinh thần yêu nước là một cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, rất cần được giữ gìn và phát huy. Tiếp theo, suy ngẫm và phản hồi. Một, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì lòng yêu nước của nhân dân ta được biểu hiện như thế nào? Thì mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì lòng yêu nước của nhân dân ta được biểu hiện từ tinh thần sôi sục lên,
kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Hai nhỏ xác định luận đề và luận điểm trong văn bản. Thì luận điểm ở đây, dân ta có một lòng nồng nàn, yêu nước. Luận cứ đó là truyền thống quý báu của ta, từ xưa đến nay. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, là tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua. Mọi sự nguy hiểm khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại bà Trưng và Triệu của một dân tộc anh hùng. Đồng bào ta này ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước, đều giống nhau nên lòng nồng nàn yêu nước. Bổn phận của chúng ta là làm cho những cái cụ quý kính đáo ấy được đưa ra cho đến công việc kháng chiến. Tiếp theo, ba nhỏ vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề và luận điểm. Thì ở đây, sống đơn giản là gì? Lợi ích của việc sống đơn giản. Thì sống đơn giản là không đồng nghĩa với sống khổ hạnh nghèo đó, mà là cuộc sống được lựa chọn sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Lợi ích của việc sống đơn giản giúp ta kiềm chế lòng tham cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu của bản thân. Tiếp theo, bốn nhỏ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là một trong những cái biểu hiện của lòng yêu nước. Viết đoạn văn khoảng 6 câu, nêu một số việc mà em đã hoàn thành tốt và lý giải vì sao những việc đó có thể thể hiện lòng yêu nước của em. Cô ví dụ, yêu nước đã trở thành truyền thống quý giá của dân tộc Việt Nam. Dù trong quá khứ hay hiện tại, nhân dân Việt Nam vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đó. Trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, thể là người Việt Nam thì đều đoàn kết để chống lại kẻ thù. Từ những vị anh hùng nổi tiếng trong lịch sử đến biết bao con người vô danh đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị, lòng yêu nước vẫn luôn tồn tại trong mọi người. Mọi thế hệ trẻ hôm nay cần xứng đáng với cha ông ta thợ trước. Chúng ta cố gắng học tập tốt, rèn luyện phẩm chất để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Mỗi người tự xác định cho bản thân một ước mơ, một lý tưởng để cố gắng hoàn thành nó và trở thành người có ích trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều người có lối sống sai lầm lệch lạc, họ chạy theo lối sống ích kỷ, thực dụng để rồi có những cái việc làm ảnh hưởng đến lợi ích của quê hương, đất nước. Đó là hành vi cần lên án và tránh xa. Mỗi người hãy giữ gìn ngọn lửa yêu nước luôn cháy rực trong trái tim của mình.